Sáng nay, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước dẫn đầu đã có buổi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt tại tỉnh Thái Nguyên. Cùng tham gia với đoàn có lãnh đạo tỉnh và các sở ngành địa phương. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đã kiểm tra các khu vực xung yếu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đồng thời yêu cầu tỉnh Thái Nguyên tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ, triển khai các biện pháp cấp bách hỗ trợ nhân dân sơ tán, đi kiểm tra những khu vực công trình trọng điểm, xung yếu, công trình đê điều, khu vực bị sạt lở và nguy cơ sạt lở cao, các khu vực bị ngập. Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây ra mưa lũ làm ngập úng nặng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại thành phố Thái Nguyên hiện có 81 xóm, tổ dân phố của 17 xã, phường nằm ven sông Cầu bị ngập sâu, trong đó có 20 xóm, tổ dân phố bị cô lập.